nhanh luôn lạnh ha. Quá đã. Bí mật của chiếc tủ lạnh này là công nghệ Ecodavi với cảm biến tần suất đóng mở tủ giúp ghi nhớ thói quen sử dụng và điều chỉnh công suất phù hợp cùng với cảm biến nhiệt độ trong và ngoài tủ. Ecodavi còn kết hợp với công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng hơn 30%. Tủ lạnh Panasonic thật tuyệt vời. Tiết kiệm tối ưu với Ecodavi và inverter. Panasonic.